cáo tình hình hoạt động mạng lưới kênh phân phối. Nội dung phần trình bày tập trung 6 nội dung chính: nguồn gốc hàng hóa kênh phân phối, tình hình kinh doanh, dịch vụ kênh phân phối cung cấp, mức độ cạnh tranh của kênh, tham gia các chương trình khuyến khích tiêu dùng hàng Việt và xu hướng phát triển kênh, tổng quan chung về tình hình hoạt động kênh phân phối. Theo quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015, thì số lượng cửa hàng tiện lợi có số lượng lớn nhất khoảng 500. Đồng thời, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh tăng qua các năm từ 2012 đến 2015 theo Tổng cục Thống kê. Và tỷ lệ bán lẻ hiện đại trên tổng số các mô hình bán lẻ của Việt Nam còn thấp hơn so với các nước trong khu vực theo báo cáo nghiên cứu chính sách rủi ro đối với ngành bán lẻ Việt Nam. Khi so sánh với 2012, dược phẩm, thực phẩm chế biến và quần áo may sẵn là các ngành hàng có tỷ lệ nhập hàng từ nhà sản xuất gia tăng vào năm 2016, còn lại đều có tỷ lệ hàng qua trung gian tăng. Gia dụng, quần áo may sẵn, giày dép và dược phẩm là những ngành hàng có tỷ lệ nhập hàng trong nước tăng so với năm 2012. Nhìn chung, các nhà phân phối đánh giá tình hình kinh doanh của mình ở mức khá tốt. Trong đó, thực phẩm chế biến và đồ uống là hai lĩnh vực có tình hình kinh doanh tốt nhất. Khi so sánh với 2012, hầu hết nhóm ngành có sự đánh giá tình hình kinh doanh khả quan hơn trong năm 2016, ngoại trừ hóa mỹ phẩm. Theo kết quả khảo sát, các nhà phân phối đã chú tâm đến các dịch vụ cung cấp khi bán sản phẩm cho người tiêu dùng. So sánh với năm 2012, kênh phân phối không chỉ giữ mà còn gia tăng cung cấp nhiều dịch vụ hơn. Kênh phân phối các ngành hàng tự đánh giá dịch vụ của mình cung cấp ở mức khá tốt và không có nhiều sự chênh lệch so với thời điểm 4 năm trước vào năm 2012. So với kênh phân phối nước ngoài, các nhà phân phối tỏ ra khá thiếu tự tin khi nhìn lại kết quả khảo sát vào năm 2012 thì các yếu tố cạnh tranh khá thấp. Giá cả là yếu tố được xem là cạnh tranh nhất. Khi so với kênh phân phối trong nước, đánh giá cạnh tranh được các nhà phân phối cho ở mức điểm cao hơn. Nhưng xét với năm 2012, mức đánh giá lại thấp hơn khá nhiều ở nhiều tiêu chí của cả 4 ngành hàng. Các chương trình hàng Việt thực sự chưa thu hút được nhiều sự tham gia từ các nhà phân phối. Tần suất tham gia các chương trình khuyến khích tiêu dùng hàng Việt đã có gia tăng từ năm 2012 đến 2016. Một số chương trình có tần suất tham gia cao gồm chương trình tháng khuyến mãi và chương trình khuyến khích mua hàng trực tuyến. Các chương trình hàng Việt được các nhà phân phối đánh giá ở mức khá, nhưng so với năm 2012, mức đánh giá có sự sụt giảm nhẹ ở hầu hết các chương trình với cả 4 nhóm ngành hàng. Mỗi nhóm ngành có những yếu tố và mức độ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh khác nhau, nhưng nhìn chung, một số yếu tố chủ yếu bao gồm kinh tế khó khăn, chi phí mặt bằng, địa điểm kinh doanh. Hình thức hỗ trợ quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm được hầu hết các nhà phân phối áp dụng hỗ trợ cho nhà sản xuất, trong khi các dịch vụ khác vẫn chưa phát triển đúng tầm của nó. Các nhà phân phối đánh giá chất lượng các nghiệp vụ hỗ trợ nhà sản xuất trong nước ở mức khá, tuy nhiên mức điểm kém hơn so với thời điểm cách đây 4 năm. Các nhà phân phối chưa thực sự đánh giá cao các sản phẩm trong nước sản xuất. Rất ít các tiêu chí mà sản phẩm trong nước ở các ngành hàng đáp ứng được kỳ vọng của nhà phân phối. Cửa hàng không nằm trong chợ truyền thống và các kênh bán hàng qua truyền hình hoặc Internet đang là các kênh được các nhà phân phối đánh giá là kênh có xu hướng phát triển. Đối với ngành hàng quần áo, giày dép, khi so sánh với 2012 thì các kênh như trung tâm thương mại hay siêu thị có xu hướng giảm, trong khi các kênh hiện đại như shop hay qua Internet vẫn giữ nguyên. Trái ngược với người tiêu dùng, các nhà phân phối tuy đánh giá cao nhưng cho rằng siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi cung cấp thực phẩm chế biến đồ uống có xu hướng phát triển bình thường hoặc chững lại. Các kênh phân phối ngành hàng dược phẩm theo đánh giá vẫn giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm 2012, riêng nhà thuốc dạng chuỗi thì được đánh giá có xu hướng giảm. Hệ thống phân phối của ngành hóa mỹ phẩm có xu hướng phát triển chậm lại theo đánh giá của nơi bán so với năm 2012, ngoại trừ bán hàng qua truyền hình hoặc Internet.